23 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của Toàn dân và Cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghiệp vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn khung giờ này để theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1142 về việc thực hiện thông báo kết luận số 89 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, thực hiện thông báo số 89 ngày 1 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước, thực hiện tốt các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. 1. Đảm bảo các mục tiêu vừa phòng chống dịch, khắc phục có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị. Đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. 2. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không được thỏa mãn với thành tích đạt được, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 3. Sở Y tế chỉ đạo thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 4. Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kép, chịu trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trường hợp vượt quá thẩm quyền tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xem xét chỉ đạo. 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, nhất là tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở và những nơi vi phạm, không thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo. Chính quyền cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước nếu xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh. 6. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phát huy vai trò của tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ, người dân đi du lịch, thăm thân trong và ngoài tỉnh nhiều, lưu lượng người và xe qua lại tăng đáng kể. Để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không lây lan vào địa bàn tỉnh, ngày 30 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 34 về việc kích hoạt hoạt động chốt kiểm soát dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các địa phương đã tiến hành kích hoạt 3 chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm ngã ba liên ngành xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, ngã ba xã Mường Kim, huyện Than Uyên, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Khi mà có công văn chỉ đạo của tỉnh về kích hoạt các điểm chốt kiểm soát dịch trên địa bàn của tỉnh Lai Châu, thì vào 0 giờ ngày 1 tháng 5, huyện đã kích hoạt cái tổ số 1 liên ngành của xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, và cái tổ đó đã đi vào hoạt động từ 0 giờ. Qua triển khai thực hiện thì anh em trong tổ là đã yên tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Và trong đêm ngày hôm qua thì cái lượng xe, đặc biệt là lượng xe đi vào địa bàn rất là đông. Và tổ đã làm tốt công tác đó là kiểm tra, rà soát, lấy thông tin của các khách đi vào địa bàn của tỉnh. Và cho đến nay thì cái việc kiểm soát đã và đang được triển khai một cách nghiêm túc và an toàn. Theo ghi nhận tại điểm chốt kiểm dịch xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, lực lượng chức năng đã lập chốt làm nhiệm vụ cũng như dừng barrier và biển thông báo dừng xe để cán bộ ngành y tế kiểm tra, đo thân nhiệt người đi trên các phương tiện di chuyển vào địa bàn. Các chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ. Các trường hợp có thân nhiệt trên 38 độ C được cho vào khu vực lán trại để lực lượng chức năng đo lại thân nhiệt cũng như lấy các thông tin cần thiết và có hướng xử lý tiếp theo. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID của tỉnh, thì chiều ngày 30 tháng 4 là Ban chỉ đạo huyện cũng đã triệu tập các lực lượng hoạt động tại chốt này để kích hoạt lại cái chốt, tại vì cái chốt này trước đấy đã hoạt động rồi, bây giờ chúng tôi chỉ kích hoạt lại thôi. Sau mấy tiếng thì chúng tôi đã chuẩn bị được các cơ sở vật chất và đưa chốt vào hoạt động bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 5. Và trên tinh thần là chống dịch như chống giặc, thì để chủ động ngăn chặn dịch bệnh vào trong địa bàn tỉnh thì anh em chúng tôi cũng đã họp phân công nhiệm vụ triển khai công việc. Thì báo cáo thì là từ lúc 0 giờ ngày 1 tháng 5 đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã kiểm tra được hơn 1.000 lượt công dân vào tỉnh. Và chúng tôi đã khai thác yếu tố dịch tễ của tất cả những người trên xe, thì không có những trường hợp nào là bị có yếu tố dịch tễ. Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm chốt, cơ bản người dân đều có ý thức phòng chống dịch, đeo khẩu trang đúng cách, đúng quy định. Đặc biệt là những người đi nghỉ lễ ở các tỉnh xa về đều thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Tỉnh mình đi thăm thân cháu gái ở Quảng Ninh. Có nghe một số thông tin là ở Hà Nội với lại ở Hà Nam có một số tỉnh có dịch đây, Covid đây. Thế là ở dưới kia các bác là người ta hạn chế các cái lễ hội với các cái điểm du lịch tham quan đây. Thế là các bác không vào nữa, đi thăm gia đình sang về tháng luôn. Bên cạnh đó, đối với cư dân ngoại tỉnh cũng rất có ý thức để không làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra, rà soát dịch của lực lượng chức năng. Gia đình chúng tôi là ở Lào Cai, ở phường Phố Mới Lào Cai. Chúng tôi hôm nay là ngày nghỉ, ngày lễ, ngày kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 là gia đình chúng tôi tổ chức đi vào trong Tân Uyên để thắm nước khoáng, để coi là thư giãn trong những ngày nghỉ này. Thì tuy nhiên là trong cái tình hình dịch bệnh này nên là gia đình chúng tôi là anh chị em chúng tôi là ý thức được là cái việc là luôn luôn phải giữ sức khỏe cho bản thân cũng như là cộng đồng, nên là cái việc là chấp hành khai báo y tế cũng như là đeo khẩu trang để phòng chống cách ly cho tất cả cộng đồng để an toàn cho gia đình và mọi người. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Trong tỉnh đã có nhiều trường hợp được đưa đi cách ly tập trung. Các cơ quan, đơn vị và người dân không chủ quan, cần đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các khuyến nghị của cơ quan chức năng, chấp hành tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trên 12.600 là tổng số lượt người được tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh do chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm tổ chức và lồng ghép tại các buổi họp bàn. Hiện nay đang vào mùa nắng nóng là cao điểm dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng. Đồng thời cũng vào mùa lấy mật ong rừng nên công tác tuyên truyền về phòng chống cháy rừng được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là thông qua các buổi họp thôn bản, sinh hoạt chi bộ. Cùng với tuyên truyền các nội dung của luật lâm nghiệp, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, thì các cơ quan chức năng cũng tiến hành cho người dân ký cam kết không vi phạm luật lâm nghiệp, đặc biệt không mang lửa vào rừng, bắt ong lấy mật. Hiện nay trên 2.000 hecta lúa đông xuân trên địa bàn huyện Than Uyên đang sinh trưởng phát triển tốt trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Toàn huyện cũng đã gieo trồng được 806 hecta ngô xuân hè trên tổng diện tích là 1.240 hecta theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc hướng dẫn nhân dân chăm sóc bảo vệ trên 1.300 hecta chè hiện có. Đẩy nhanh tiến độ làm đất, dự kiến cấp phân bón lót và giống vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 để chuẩn bị trồng mới 200 hectare chè. Trong tháng 4, trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại gây hại trên lúa đông xuân, cây ăn quả, cây chè với tổng diện tích nhiễm sâu bệnh là hơn 115 hectare.
Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng trừ, xử lý kịp thời, không để sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng các loại cây trồng. Tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển công nghiệp, chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư được tổ chức vào tháng 2 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng cao ở các khâu trước và sau thu hoạch. Cụ thể, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất cây nông nghiệp đạt 94%. Đây là lợi ích của việc cơ giới hóa trong nông nghiệp và là xu thế sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Bắt nhịp xu thế đó, bà con nông dân Lai Châu đã dần thay đổi tư duy sản xuất, sử dụng máy móc làm tư liệu sản xuất để đạt hiệu năng sản xuất cao hơn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nhận thấy việc cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp thuận tiện hơn, anh Lầu A Tủa ở xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu đã trực tiếp đưa máy móc lên diện tích đất sản xuất của gia đình để khai nông. Với những thao tác đơn giản, anh Tủa tự mở máy xới đất, xả cỏ, tạo luống và lên rãnh. Tất cả công đoạn làm đất này chỉ mất thời gian một buổi trong ngày đã làm xong. Không giống như trước kia, mất một tuần mới làm xong. Anh Tủa thấy tiện ích khi sử dụng máy nông nghiệp, đó là máy làm đất trước, thì ngay sau chỉ cần vài người gieo trồng cùng lúc, vừa giảm nhân công mà tiến độ rất nhanh. Tôi dùng máy xới đất này rất dễ dàng, không mệt như trước. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã làm xong nương của gia đình để trồng cây luôn. Thấy được tiện ích đó, đối với người làm dược liệu như anh Cứ A Xúa ở xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, rất có lợi cho công việc của mình. Vì định hướng phát triển trồng cây dược liệu của anh Xúa là chuyên canh thành vùng, nên cơ giới hóa vào sản xuất sẽ giảm bớt chi phí đầu tư và tiết kiệm nhân công. Tôi thì chuyên về trồng dược liệu và chữa bệnh, nên là do cái địa hình đồi núi, nên là tôi quá trình tôi trồng dược liệu thì mất rất nhiều công, mà những cái máy ở trên này thì thấu như máy to không phù hợp với địa hình đồi dốc, là tôi đã tìm hiểu rất nhiều cái kênh và nhiều cái loại máy rồi, thì tôi mới phát hiện ra cái loại máy Kachita này mình vừa nhỏ gọn và phù hợp với cái địa hình đồi dốc mà tôi đang triển khai trồng dược liệu. Cái máy xới Kachita chống rung này có một cái ưu điểm là rất là gọn nhẹ và công suất lớn, thì nó là dòng máy đa năng nên nó có thể làm được rất nhiều chức năng, ví dụ như là xới này, cày này, bừa này, lồng lúa này, tạo rãnh lên luống này, phun thuốc này, bơm này. Đấy. Và đặc biệt là nó có một cái giá rất là phù hợp đấy, với bà con nông dân ở các tỉnh miền núi, thì nó chỉ bằng giá 1/4 con trâu thôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy móc đưa vào cơ giới hóa nông nghiệp với từng chức năng phù hợp với từng khâu sản xuất. Đối với Lai Châu là tỉnh vùng núi có địa hình không bằng phẳng, để cơ giới hóa vào nông nghiệp đạt hiệu quả thì cần lựa chọn các ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, đặc biệt là các tư liệu sản xuất đa năng phù hợp với đặc điểm canh tác địa phương. Khi tiếp cận mà đưa sản phẩm dòng Kachita này đấy vào cái nông nhưỡng thổ hóa và cái địa hình và cái khu vực ruộng đồng và cái khu vực đồi núi của bà con ở đây thì là thấy rất là phù hợp. Thì công ty đã phát triển trong vòng 1 năm, thì với cái số lượng thì nó còn đang khiêm tốn, mỗi 1 năm được khoảng độ 700 con đấy, thì phát triển như ở huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên, rồi huyện Sìn Hồ. Đấy là những cái huyện đấy là đang phát triển và tin dùng máy của công ty này nhiều nhất. Cơ giới hóa nông nghiệp nhằm giải quyết khâu lao động nặng nhọc, thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất. Đây cũng là bước đầu cho thấy việc thay đổi tư duy sản xuất của bà con nông dân Lai Châu và ngành nông nghiệp Lai Châu định hướng phát triển theo xu thế vùng chuyên canh để đạt giá trị sản xuất nông sản cao hơn. Từ đó góp phần vào mục tiêu chung của cả nước, đến năm 2030, đối với lĩnh vực cơ giới hóa, mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp đạt từ 80 đến 100%. Thưa quý vị khán giả, sau hơn 4 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế các xã biên giới huyện Phong Thổ, đời sống của nhân dân đã có sự thay đổi rõ nét. Cơ sở vật chất các xã vùng biên đã từng bước được đầu tư khang trang đồng bộ. Dựa trên điều kiện thực tế và tiềm năng của từng vùng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm và các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được đảm bảo. Từ những khởi đầu khó khăn, đến nay thông qua đề án đã góp phần đổi thay một vùng biên. Để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, giảm dần số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, huyện Phong Thổ đã lồng ghép một số chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước tập trung vào đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, người dân đã dần hình thành ý thức tự lực vươn lên, thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Các mô hình chăn nuôi tập trung đã dần hình thành.
Một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây chuối, dược liệu, các loại cây ăn quả cũng đã trở thành cây thoát nghèo cho đồng bào. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương về cây dược liệu, gọi là cây thuốc diệt này thì gia đình tôi cũng trồng thử nghiệm mà nó cũng cho lại hiệu quả cao. Cái hiệu quả của 2 năm nay để chăm sóc cái cây này là nó to tần này về. Với lại thì mong mọi người nó phát triển, với lại trồng nhiều thêm như tôi, với lại cây là nó mang lại hiệu quả kinh tế cao và nó dễ chăm sóc. Thực hiện cái đề án phát triển kinh tế về cái vùng cao biên giới của xã Hòa Sang thì chúng tôi đã triển khai cho bà con. Hiện nay đã đưa cây giống vào trồng vào tổng diện tích của cây lê là hơn 20 ha. Còn diện tích cây mận là hơn 10 ha. Hiện nay bà con đã đưa vào trồng hết tổng diện tích đó và đang trong thời gian làm cỏ và chăm sóc. Đối với cái nghị quyết của huyện đề ra như thế là rất là phù hợp đối với các xã biên giới để đưa cái cây giống vào trồng để phát triển kinh tế, để cho bà con nâng cao cái đời sống của bà con, như thế là phù hợp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã biên giới đã đạt 19 triệu đồng một người một năm, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, trên 95% hộ dân đường sử dụng điện lưới quốc gia. Mức giảm nghèo bình quân đạt 4,03%, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 51,17%, bình quân tiêu chí nông thôn mới các xã biên giới đạt 11 tiêu chí. Không chỉ diện mạo khởi sắc mà đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng ngày càng được cải thiện, từ đó đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân của toàn huyện đạt 28 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,3% một năm. Với nguồn hỗ trợ hàng chục tỷ đồng được triển khai tại 13 xã biên giới đã đem lại hiệu quả rõ nét. Đã có xã có mức thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng một người và hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới như xã Malifor, xã Hủy Luông. Có xã hình thành được mô hình du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách như xã Xin Suối Hồ. Đây là tiền đề để thời gian tới huyện Phong Thổ tiếp tục duy trì những hiệu quả của đề án mang lại. Sau khi mà kết thúc cái nghị quyết 51 của Hội đồng dân tỉnh ấy, về phát triển kinh tế xã hội các xã vùng cao biên giới ấy, thì huyện Phong Thổ cũng xác định là vẫn phải tiếp tục duy trì để có những cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới vùng cao của huyện. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì chúng tôi tiếp tục duy trì các cái mô hình sản xuất, nhân rộng, rà soát những cái mô hình có hiệu quả và xem xét lại, đánh giá lại những mô hình không hiệu quả để đưa ra một cái hướng phát triển mới. Và cái thứ hai đó là tiếp tục đầu tư các cái cơ sở hạ tầng để nâng cao cái chất lượng hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh và phục vụ sản xuất, để phục vụ các cái hoạt động trên địa bàn các cái xã vùng cao biên giới. Cái thứ ba là rà soát các cái chất lượng giáo dục, rồi rà soát các cái tỷ lệ hộ nghèo, rồi các cái đối tượng chính sách để đưa ra những cái nội dung thực hiện cho bằng được các cái chương trình an sinh xã hội và đặc biệt là các cái phát triển công tác giáo dục để nâng cao cái chất lượng giáo dục trên địa bàn. Và thứ tư ấy, thì thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như là giữ vững cái biên giới quốc gia để đảm bảo các cái vấn đề về chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Phong Thổ. Từ hiệu quả thực hiện chương trình trọng điểm đối với các xã biên giới đã tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Phong Thổ những năm qua. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân biên giới được cải thiện, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, địa phương, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, kinh tế toàn huyện phát triển khá trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của huyện là trên 3.634 tỷ đồng, đạt 101% mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra. Năm 2021, huyện Phong Thổ phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 4,2%.